nghe nói rider này không sang. Hả? Và bây giờ tôi sẽ làm cho nó sang lên nha. Unaco, phía sau này có nam châm nha. Wow. Sang chưa, sang chưa? Đây chính là cái thẻ bằng kim loại của tôi, Mental Card. Và đây là Mental Cluster Hopper nha. Còn chờ gì nữa, mở hộp luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bộ này sẽ gồm có 7 cái bàn tay thay thế nha. Biết sao làm lẻ 7 cái chị cũng hiểu nè. Đây, Kamen Rider 01 Mental Hopper nha. Đây, dòng SHF này thì nó nặng nha. Wow, những cái này nè, những cái này mình đụng vào nó rất là bén nha. Nó bằng nhựa cứng, bóp vào nó cũng cứng nha, không có gãy. Mặt y như mô phỏng lại những cái sọc caro ở trong á, là giống như những cái con côn trùng nha. Cái driver handset này rất là chi tiết, kéo ra được nha. Đó, kéo ra được nè, cái key rất là đẹp. Thì trong cái bộ này chúng ta sẽ chỉ có cái bộ driver này thôi. Thanh kiếm này có một cái chốt bắn nè, tháo ra được nè. Đó, đây là một cái weapon của nó, vũ khí của nó khá là ok. Cái mặt trước này á, thì nhìn thấy ở trong suốt nè, nhìn thấy được cái mạch kim loại, cái detail ở trong. Nhưng mà cái mặt sau á, thì nó đục ngầu rồi, nó không thấy được gì hết trơn. Tổng hình chung á, thì nhìn nó cũng khá là đẹp. Đó, ngầu chưa? Rồi, trigger của chúng ta thì mọi người nhớ ở bên tay phải là mình có một cái key ở nhỏ này nha. Coi chừng rớt mất đó. Khớp vai thì nó sẽ mở ra được như thế này luôn nè. Họ đã cải thiện thêm một cái khớp đưa ra như vậy để đưa cánh tay dang ngang ra, rất là hợp lý nha. Đó, khớp nè, xoay nè. Rồi, khớp cổ tay, khớp bàn tay thì mình chỉ cần tháo nó ra và mình thay bàn tay thay thế khác thôi. Đó, tháo nó ra như thế này rất là đơn giản nha. Kamen Rider đời sau này đó thì chi tiết nó rất là nhiều. Mọi người thấy cái bộ giáp của nó không? Những cái chấm rồi những cái góc cạnh sắc bén rất là, nhìn rất là ngầu. Khớp chân nè. Rồi, khớp cổ chân, khớp bàn chân. Đó, hết sắc ép của chúng ta thì sẽ có một cái khớp ngón chân nha, để bầu những cái dáng mà nhón nhón đó. Phần chân thì sẽ không có, chỉ có cái đế dài thôi, họ không có cái chữ making Bandai gì hết. Đầu gối nè, đó, khớp này nè. Nó nhìn cái kiểu khớp này nó chắc chắn. Không hiểu sao mình lại thích cái kiểu này, rất là thích nha. Đó, mọi người thấy sao về cái con Kamen Rider mới này? Như mình đã nói trong các video trước á, thì mình lại thích những cái phiên bản Kamen Rider cổ hơn nha. Những phiên bản mà đơn giản kiểu siêu nhân người ruồi ngày xưa đó. Cái suit của nó đơn giản, không có góc cạnh. Đó, thì mình lại thích những phiên bản cổ đó hơn. Và đây chính là một ngoại lệ trong bộ sưu tập của mình. Đây, so sánh kiểu này thì nó hơi cồng kềnh, nó hơi khập khiễng. Nhưng mà đây là Iron Man, còn đây là Mental Hopper nha. Mọi người thích phiên bản nào hơn? Tôi thấy đa phần mọi người rất là thích các cái phiên bản Kamen Rider đời mới, bởi vì nó góc cạnh và nó ngầu. Còn tôi thì tôi vẫn bảo lưu quan điểm là thích những cái dòng Kamen Rider cổ. Bây giờ cùng nhìn lại Kamen Rider tên kim loại nhưng mà bằng nhựa, trước khi like và subscribe cho kênh của tôi nha. Thank you. Và bye bye.